Em gì quá trời vậy ta? Đồ chơi gì đâu Sơn Hà? Có gì chơi quá nè. Đâu ngồi xuống chơi coi. Tao giới thiệu cho cô chú coi coi đồ chơi gì. Cái rổ hả? Gì đây? Ghép lại coi. Cái gì đây Sơn Hà? Đúng rồi. Quả xài bán nhiêu tiền Sơn Hà? 2 tiền. Bao nhiêu? 2 tiền. Sao Sơn Hà nó 2 tiền vậy? 20 ngàn. 20 ngàn. Đâu Sơn Hà giới thiệu từng trái thôi Sơn Hà. Dạ. Giới thiệu trái. Trái này trái gì? Cam. Cam đúng rồi. Rồi trái gì nữa Sơn Hà? Trái này trái gì? Em không biết. Trái à, ổi. Ổi. Ổi ta không? Ổi hả? Dạ. Ổi hay táo Sơn Hà? Ổi. Anh con không biết nữa. Anh thấy giống ổi. Giống ổi, giống ổi luôn. Giống ổi luôn. Này lấy gì Sơn Hà? Đâu, đôi tay. Sơn Hà thích ăn không? Thích. Ừ, đâu. Rồi bây giờ Sơn Hà làm bán cho anh một quả thanh long vậy. Vậy anh làm ăn đi. Ok, dễ hay ăn cả. Kìa, sắp nó ra kìa. Cắt nó thành đôi đi Sơn Hà. Ngay Sơn Hà làm đầu bếp nha cô chú. Để thớt lên nữa Sơn Hà. Trời ơi. Bán cho anh một nửa đi. Ok. Bao nhiêu tiền? 2 tiền. Rồi. Đi cho anh một nửa đi. Bay. Cho anh một nửa quả thanh long đi. Sơn Hà bán cho anh đi. Trời ơi. Bán nhiều dữ rồi Sơn Hà. Đây đầu bếp Sơn Hà hôm nay sẽ cắt đồ ăn, cắt trái cây nha. Trái Sơn Hà. Rồi xóa xoài. Rồi đầy đủ luôn rồi. Ở còn một quả đào kìa Sơn Hà. Quả đào với quả nho. Quả đào. Rồi. Rồi tiếp tục nha Sơn Hà. Làm gì đây? Quả dâu. Rồi quả dâu nữa hả? Sơn Hà sẽ sắc quả dâu ra. Rồi bán cho anh một quả đào đi Sơn Hà. Bán quả đào rồi. Kìa quả đào kìa. Quả đào. Đó quả màu hồng đó. Quả màu hồng. Đi Sơn Hà. Bao nhiêu tiền nữa nha? 2 tiền. Anh đâu có mua cam đâu. Mua cam đi ăn nè. Khuyến mãi hả? Cái gì khuyến mãi nhiều đi Sơn Hà. Thôi anh mua có 2 trái thanh long à. Ơ 1 trái thanh long à. Lấy chi nhiều với đi Sơn Hà. Khuyến mãi gì nhiều với đi. Lần đầu tiên thấy chỗ bán rồi khuyến mãi tới nhiều trái mua có trái thanh long rồi bán rồi cả đống trái luôn.
Cô chú ấy chỗ Sơn Hà là bán có khuyến mãi mua một trái thanh long là được tất cả luôn. Giờ bán gì dữ vậy Sơn Hà? Mua trái thanh long mà sao bán hết tất cả luôn rồi? Rồi nhiêu tiền nha? Trời ơi, giá cũng y chang vậy mà khuyến mãi cả đống luôn. Rồi gửi gì? Nấu hả? À, cô chú thấy mua có trái thanh long mà Sơn Hà cho hết luôn. Rồi Sơn Hà, bây giờ Sơn Hà bỏ ra đi. Rồi bây giờ Sơn Hà làm gì nè? Rửa rổ hả? Rửa ke rổ hả Sơn Hà? Quá trời trái luôn rồi cô chú. Sơn Hà, Sơn Hà lấy của ai vậy? Sơn Hà mua hay lấy của mẹ vậy? Lấy của mẹ. Trời ơi, xin mẹ chưa? Em mẹ rồi. Mẹ cho không? Có. Thì hôm đó anh đi hỏi mẹ nha. Lá bào rồi Sơn Hà. Lá bào, trời ơi lá bào hở mạng rồi kìa. Thôi tạm biệt cô chú đi Sơn Hà. Tạm biệt cô chú. Tạm biệt cô chú nha.